Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình trong ngày hôm nay. Và mình chính là người kể chuyện KSD. Và mình sẽ kể cho tất cả các bạn nghe một câu chuyện kinh dị về việc đi chặt gỗ trong thế giới Minecraft. Và câu chuyện được diễn ra như sau. Dựa theo quan sát của mình á, thì mình nghĩ rằng có vẻ như ngày hôm nay đó, mình đã được spawn ra ở trong một khu vực toàn là những cây sồi cũng như là cây bạch dương rồi các bạn ạ. Và chào các bạn nha, mình là KSD đây. Ngày hôm nay đó hả, là mình đã tạo ra một thế giới Minecraft mới và mình đang gọi là vừa bắt đầu sinh tồn luôn đó các bạn. Và có vẻ như đấy nha, là thế giới Minecraft này đã spawn mình ra ở trong một khu rừng. Nói chung đó hả, là spawn ra được ở trong một khu rừng các bạn ơi, thì cũng là điều tốt thôi. Mình có thể dễ dàng lấy được gỗ cũng như lấy được đá đó các bạn. Rồi ok, vậy thì bây giờ đó hả, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào công việc sinh tồn nào. Đầu tiên đó nha, là chúng ta sẽ phải chặt gỗ sồi các bạn ơi. Đúng rồi đó, và mình đó hả, sẽ bắt đầu chế tạo ra những cái bộ dụng cụ đơn giản nhất, như là cái rìu gỗ sồi cũng như là một cái cúp gỗ sồi các bạn ơi. Rồi, bắt đầu nào. Mình sẽ lấy được 5 khúc gỗ sồi như thế này. Và sau đó mình sẽ bắt đầu làm những cái ván gỗ sồi. Và mình sẽ làm ra một cái bàn chế tạo trước đi ha. Đây các bạn ơi, một cái bàn chế tạo nè. Và sau đó mình làm cây gậy và làm cây rìu. Cũng như đó nha, là mình sẽ tiếp tục làm thêm luôn cả một cái cúp gỗ sồi các bạn ơi. Rồi ok, đủ rồi đó. Rồi bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ bắt đầu di chuyển tiếp để coi xem các bạn ơi là quanh đây có đá hay là không. Mình sẽ nâng cấp những cái bộ dụng cụ này các bạn ơi thành làm đồ dụng cụ bằng đá luôn. Và ở đây mình thấy có những con heo nè, nhưng mà có vẻ như các bạn ơi là hiện tại đó nha, mình sẽ không giết heo đâu. Bởi vì những ai mà từng hay coi channel của mình nhiều quá là sẽ biết mình sẽ không hay giết động vật đâu các bạn ạ. Mà mình nói nha, sẽ ăn bánh mì rồi ăn những cái món đồ ăn như là cà rốt rồi củ khoai tây đó các bạn ơi. Rồi, bây giờ hãy nhanh chóng cùng mình đi tìm thử xem các bạn ạ, là liệu quanh đây có đá hay là không nha. Để mình... Wait a minute. What the hell? Các bạn ơi, mình đang nói chuyện với các bạn về vấn đề đó nha, là hôm nay mình đi sinh tồn Minecraft bình thường thôi và mình sẽ đi tìm đá. Vậy mà tự nhiên bây giờ ở trước mặt mình thấy có một cái xác chết các bạn ạ. Một bộ xương khô nè các bạn ơi. Nhưng mà mình nhớ đó nha, là trong Minecraft làm gì có những bộ xương khô như thế này đâu các bạn ạ. Nếu như có đó nha, cũng chỉ đó hả là những cái cục xương của những con skeleton sẽ gây bướng bà các bạn ơi. Làm gì đó hả, trong thế giới Minecraft bình thường lại có một bộ xương khô như thế này. Và bên cạnh bộ xương khô đó các bạn ạ, có một cái rương đồ nè. Đâu, để mình mở ra coi thử nha. Và bên trong cái rương đồ này các bạn ơi, có một quyển sách. Và quyển sách đó được mang tên là Ghi Chép. Hay có khi nào quyển sách này lại thuộc về người này không ta? Mình cũng không rõ nữa, nhưng mà rõ ràng đó nha, mình là người tạo ra thế giới Minecraft này mà. Hay có khi nào các bạn ơi, thế giới Minecraft này bị lỗi các bạn. Tuy đó nha, là mình tạo ra thế giới Minecraft này, nhưng mà nó đã vô tình đẩy mình tới một cái thế giới Minecraft của một người khác. Thôi, hiện tại bây giờ rất là nhiều giả thuyết các bạn ơi, mình không biết được. Cho nên bây giờ nha, cứ tạm thời đã, để mình đọc cái quyển sách này là mình sẽ hiểu à. Một lời cảnh báo dành cho bạn mà tôi đã gặp phải. Nếu bạn đang chơi Minecraft và cảm thấy rằng có ai đó đang nhìn bạn, nếu bạn cảm thấy rằng có ai đó đang theo dõi bạn, thì hãy làm ơn xóa thế giới Minecraft đó ngay lập tức. Đừng để mọi chuyện trở nên quá trễ. Và đừng đợi cho tới khi cái nhìn đó xuất hiện. Cái nhìn được đặt trong ngoặc kép. Làm ơn hãy nghe tôi. Ôi các bạn ơi, vậy là dựa theo quyển sách ghi chép này đấy nha, cái thế giới Minecraft này các bạn ơi, không phải đó hả là một thế giới bình thường để mình có thể sinh tồn được, mà đây là một thế giới cực kỳ ác quỷ và kinh dị đó. Trời đất. Nhưng mà rõ ràng luôn đó nha, mình cứ tưởng rằng đó hả, đây là một cái thế giới Minecraft mà mình chỉ vừa mới tạo ra thôi mà. Làm sao đó hả mà lại có những cái quyển sách, rồi những cái rồi những cái sinh vật và những cái skeleton sống chết ai đó các bạn. Vậy đó, có thể các bạn ơi, cái thế giới này nè không phải là một thế giới mình tạo ra đâu, mà là một thế giới đã tạo ra từ trước rồi đó các bạn. Đúng rồi đó, và đây đó nha, là một thế giới bị lỗi. Thôi được rồi, tạm thời bây giờ đi nha, mình nên bỏ qua khu rừng này. Mình không nên ở khu rừng này các bạn ơi. Chứ ở đây một hồi đó nha, mình sợ rằng đó hả, là mình gặp chuyện kinh khủng đó các bạn. Và, wow, ở đây có vẻ như đó hả, là mình đã tới được một cái hồ nước rồi các bạn ơi. Một cái hồ nước siêu bự luôn. Và mình tin chắc rằng đó nha, là cái hồ nước này nè các bạn, ở đây đó hả, có rất là nhiều những con heo nè. Mình nghĩ rằng đó nha, cái hồ nước này nè, chắc là một cái nơi và vị trí đó các bạn ơi, để những con heo có thể dễ dàng gọi là tới đây bú nước đó các bạn ạ. Hay thiệt sự luôn á nha, lần đầu tiên trong map thấy được điều này luôn á. Nhưng mà bây giờ đó hả, trời đất ơi, dựa theo quyển sách ghi chép này là các bạn ơi, mình sợ rằng đó nha, là 100% luôn có cái gì đó không ổn.
tại sao lại nói rằng các bạn ơi, khi mình đang chơi Minecraft thì có ai đó sẽ nhìn thấy mình, thì mình nên xóa ngay lập tức. Rồi ở đây nè các bạn, cái nhìn là cái gì các bạn? Mình thật sự không hiểu luôn á, cái nhìn là cái gì? Ây da, đúng là đau đầu thiệt sự luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà hả, tuy là nhìn ghê rợn như vậy thôi, nhưng mà thật sự đó nha, cái phong cảnh thế giới Minecraft này các bạn ạ, vẫn là mình cảm thấy rất là yên tâm cũng như rất là bình yên đó các bạn. Và hỏi ủa, wait what, tại sao tự nhiên ở đây có ba con heo xuất hiện từ sau lưng của mình từ khi nào vậy các bạn? Và sao tự nhiên ba con heo này đứng nhìn mình là sao? Mình có làm gì đó các bạn thấy không? Tự nhiên đó nha, mình đi đâu các bạn ơi nè, mình đi đâu các bạn ạ? Ba con heo này cũng nhìn mình các bạn ơi, vậy là sao cơ chứ? Hay có khi nào cái nhìn là đến từ ba con heo này không các bạn ơi? Nè, và đừng đợi cho tới khi cái nhìn đó xuất hiện. Nếu bạn đang chơi Minecraft cảm thấy rằng anh đang nhìn bạn, nếu bạn cảm thấy rằng có đang theo dõi bạn, là một xóa bắp ngay hả các bạn? Có khi nào là ban hay nào các bạn ơi? Thôi bỏ qua đi, mình nên tạm thời rời khỏi cái hồ nước này các bạn ạ. Nhìn ghê chưa, ba con heo đó các bạn ơi, nó cứ nhìn mình hoài hả? Trời đất, đã bao giờ đó hả các bạn thấy được cái tình cảnh lạ thường như vậy chưa các bạn? Đó chính là đó nha, việc các bạn đó hả, đi tới một cái hồ nước hay là đi tới một cái nơi đó các bạn ơi, mà có đó hả rất là nhiều những con heo luôn, nhưng mà tự nhiên đó hả, những con heo đó là nhìn các bạn, như nó nha, nó cứ quan sát các bạn liên tục luôn á. Ôi trời đất ơi, thật sự đó nha, là từ nãy tới giờ đó các bạn ạ, mình đó hả cũng thấy rằng mình có cảm giác đó nha, giống như là ở ai đó đây đang nhìn mình vậy đó. Hay có khi nào các bạn ạ là những con heo đó hay không? Rồi, tạm thời bỏ qua đi. Bây giờ nha, để mình lại đây đi các bạn, mình sẽ tìm đá và tìm than. Ở đây mình thấy một cái hang này các bạn ơi, mình sẽ tạm thời gọi là đi đây rồi, than được các bạn ơi, mình làm đuốc các bạn ơi, đúng rồi đó. Bây giờ nha, mình nên hả mau chóng làm một cây đuốc. Để bởi vì sao? Bởi vì các bạn ơi, khi mà tối khuya đó nha, mình có thể dễ dàng sống sót với dưới cây với cánh sáng của cây đuốc các bạn ạ. Chứ nếu không mình sẽ chắc luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đào đá nào, ok, cây SD làm tiến trình thời kỳ đồ đá rồi, để mình làm những cục đá các bạn ơi. Rồi ơi, bây giờ nha, mình nghĩ rằng các bạn ạ, là mình nên làm cái bộ dụng cụ bằng đá như là rìu đá và cuốc kim đá đó các bạn, chứ nếu không là mình sợ rằng là mình sẽ không đủ vũ khí để mà gọi là bảo vệ bản thân mình các bạn ơi. Cái quyển sách này, rồi cái bộ xương khô, rồi chưa kể nó là cái những con heo của các bạn, là mình cảm thấy cái thế giới này đó các bạn ơi, nó có cái gì đó gọi là mình không được ổn các bạn ạ. Trời ơi, sợ hãi thiệt sự luôn. Heo hả đứng nhìn mình nhưng mà ánh mắt cực kỳ kinh dị và hung tợn luôn á nha. Cái quái quỷ gì vậy trời. Rồi, đi lẹ. Rồi khá là nhanh các bạn ơi. Mình nghĩ rằng đó hả, mình nên mau chóng rời khỏi cái chỗ hồ nước đó ngay lập tức, nhanh nhất có thể các bạn ạ. Và ủa, cái gì đây? Hold on a minute, mình có nhìn nhầm không ta? Tại sao ở góc này các bạn ạ, mình lại thấy có một ông dân làng nè. Một ông dân làng đang đứng quay mặt vào bên trong cái bức tường đá các bạn. Ơi, tụi mình từ từ nha. Có ông dân làng này các bạn ơi, điều đó có nghĩa đó hả là sẽ có ngôi làng. Vậy là mình sẽ an toàn đó các bạn. Ông dân làng ơi, ông như tôi biết đi đó hả, là ngôi làng của ông nằm đâu vậy ông dân làng? Ông như tôi biết đi ông dân làng ơi. Dân làng trốn chạy hóa điên. Trốn đi, chạy ngay đi, nếu bị nhìn thấy thì kiểu gì cũng chết. Trốn nhanh lên hả, cái gì các bạn ơi? Vậy là quanh đây đó nha, không hề có một cái ngôi làng nào hết đó. Đây đó hả, chỉ là một ông dân làng hóa điên mà thôi. Và mới nói rằng đó hả, trốn đi, chạy ngay đi, nếu bị nhìn thấy đó hả thì kiểu gì cũng chết. Trốn nhanh lên. Tất cả mọi chuyện đó nha đều trùng khớp với lại quyển sách ghi chép rồi các bạn. Cái nhìn. Các bạn ơi, bỏ chạy là tốt nhất các bạn. Rồi khỏi đây lên. Trời ơi, chạy nhanh lẹ lên. Nghe lộn như này các bạn ơi, đúng rồi đó. Mình không nên ở đây nữa các bạn ạ. Chạy nhanh lên. Bởi vì nó nhanh, nếu như bây giờ mình bị nhìn thấy là kiểu gì mình cũng sẽ chết các bạn ạ. Chạy nhanh lên, tốc độ cả là cái đi ơi, chạy lẹ lên, đừng dừng lại cái đi à, đừng bao giờ dừng lại. Trời ơi là trời, cái quái quỷ gì đi diễn ra vậy? Chạy nhanh lên tất cả mọi người ơi, đừng ở đây nữa mọi người. Ôi trời đất ơi, bây giờ mình thật sự là mình đang ở đâu vậy? Và nếu như mình nhìn vào mặt trăng á, thì mình có thể đoán được rằng các bạn ạ, là hiện tại bây giờ đang là 3 giờ sáng rồi. Vậy là mình đã cứ liên tục chạy, mình đã chạy mãi mà không bao giờ dừng lại các bạn ơi. Mình cứ chạy liên tục luôn á, cho tới bây giờ là trời tối nè, mình còn không nhận ra nữa. Giờ thật sự luôn á, sau cái việc mình gặp ông dân làng hóa điên các bạn, mình cảm thấy rất là lo lắng và mình sợ quá trời luôn á. Và hả, ở đây cái gì nè các bạn ơi?
Mình thấy ở đây có một cái đầu bí ngô. Hay có khi nào các bạn ạ? Cái đầu bí ngô này các bạn ơi, chính là cái đầu bí ngô mà hả trong quyển sách này, cũng như đó hả là ông dân làng và cái con heo kia nhìn mình các bạn ơi, đang hàm ý ngụ ý nói cho mình biết về cái đầu bí ngô là cái ánh mắt đang nhìn mình không các bạn. Nè thấy không? Nếu bạn đang chơi Minecraft và cảm thấy rằng có ai đó đang nhìn bạn, nếu bạn cảm thấy rằng có ai đó đang theo dõi bạn, làm ơn xóa Minecraft ngay. Đừng để mọi chuyện trở nên quá trễ và đừng đợi cho tới khi cái nhìn đó xuất hiện. Làm ơn hãy nghe tôi. Đây đó hả chính là những lời ghi chép, những lời ghi chú mà mình đã nhận được từ cái xác khô lúc đầu game đó các bạn ơi. Lúc mà khi mình vừa mới bắt đầu tới giới Minecraft rồi đó các bạn. Ây da, mình phải làm gì bây giờ ta? Mình cũng không biết đó các bạn ơi. Thôi kệ, cứ đi với các bạn ơi và... Hả? What the... Các bạn ơi, mình có nhìn nhầm không các bạn? Các bạn có nhìn nhầm giống như mình không vậy? Đừng nói với mình, nói mình rằng đấy các bạn ạ, là ở trên cái cây này các bạn ơi, có xuất hiện một cặp mắt kìa. Một đôi mắt trong cái giấc bài rap thường nhé các bạn ơi, cái gì vậy? What the... Ôi, ở đây cũng có nữa. Ở đây sao cũng có các bạn ơi. Sao mà... Ôi, ở đây cũng có đó các bạn. Ở đâu? Ở tất cả mọi nơi cái nha. Ở trên những cái cây sồi đều xuất hiện những cặp mắt các bạn ơi. Những cặp mắt này đang nhìn mình nè các bạn. Cái gì vậy trời? Và ở đây cũng có cái cây sồi. Cái gì vậy? Đây là cái gì? Ôi, các bạn đã chết. Cây này đã bị giết bởi cây hành tinh các bạn ơi. Một trong những cái cây đã sống lại rồi các bạn. Và mình đã bị giết chết. Cái gì vậy trời? What the hell? Là sao vậy chứ? Ôi trời đất ơi. Sau khi mình hồi sinh thì mình đang ở đâu đây các bạn? Tại sao đó nha, bây giờ giống như... Oh my god, cái gì vậy? Các bạn ơi, mình đang ở bên trong một cái hầm... Một cái hầm ngục gỗ rồi các bạn. Và trời đất, ở đâu mình cũng thấy những mắt đang nhìn mình hết trơn hết á. Và các bạn ơi, đồ đạc của mình biến mất tiêu luôn rồi. Mình chỉ còn lại một cái nút trên tay thôi. Giống như là các bạn là có ai đó đang cố ý bắt mình phải nhìn thấy tất cả mọi thứ đó. Ôi trời đất ơi, tất cả những mắt này đang nhìn mình. Ám ảnh quá. Không, đừng nhìn tôi nữa. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về việc kinh dị khi mình đi chặt gỗ trong thế giới Minecraft. Như các bạn cũng đã thấy, lúc mình đang chặt gỗ thì bỗng nhiên mình nhìn thấy được những thứ cực kỳ kinh khủng, như là những con heo đang nhìn mình và những cái bộ xương khô. Và các bạn ơi, nếu như một ngày nào đó các bạn đang chặt gỗ trong thế giới Minecraft và các bạn cảm thấy rằng có ai đó đang nhìn các bạn, thì rất có thể hậu quả của các bạn sẽ giống như mình. Đó chính là bị bắt ép ở trong một cái ngục tù gỗ sồi, và bên cạnh đó là những con mắt đang nhìn các bạn liên tục. Vì vậy các bạn ơi, hãy thật sự cẩn thận vào lần sau khi đi chặt gỗ trong thế giới Minecraft nhé. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại.